Hello, xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Thì trong buổi chiều hôm nay thì bên em về một vài mẫu xe mới. Ngoài những cái dòng xe trước thì em đã chia sẻ cho quý anh chị, thì hôm nay thì em xin chia sẻ cho quý anh chị một con xe 7 chỗ giá rẻ thương hiệu của Chevrolet. Thì trước mắt quý anh chị đây chính là con Chevrolet Vivan sản xuất 2009 phiên bản số sàn. Đó, máy xăng 2.0. Đó, một dòng xe giá rẻ. Đó. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết về con xe này cho quý anh chị. Quý anh chị nào mà quan tâm hay những quý anh chị có tài chính thấp muốn mua một con xe về để mình che nắng che mưa, phục vụ cho cái nhu cầu đi lại của mình, thì quý anh chị có thể tham khảo trực tiếp con xe này. Xe này thì nguyên zin cả xe quý anh chị nhé. Xe cam kết với quý anh chị là không đâm đụng, không gập nước. Chỉ với 175 triệu đồng quý anh chị nhé, 175 triệu đồng cho một con xe. Giá trên thì đã bao gồm phí rút hồ sơ cho quý anh chị. Đó, quý anh chị nào mà quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho em theo số hotline 0936 793 793. Em tên là Phúc quý anh chị nhé. Và ngoài mẫu xe ra thì bên em có rất là nhiều màu dòng xe khác để cho quý anh chị có thể quan tâm và lựa chọn những dòng xe máy xăng, máy dầu, số sàn, số tự động. Đó, đến từ các thương hiệu khác nhau: Hyundai, Toyota, Mazda, Ford, Nissan, Chevrolet, rồi đầy đủ các hãng luôn quý anh chị nhé. Đó, xe bên em thì về liên tục. Đó, những dòng xe 9 chỗ, 7 chỗ, 8 chỗ, 16 chỗ. Đó, những dòng xe bán tải bên em đều có đầy đủ để phục vụ quý anh chị. Đó, thì quý anh chị nào là lần đầu tiên mà xem video trên kênh của em thì quý anh chị cũng đừng quên là nhấn chuông và đăng ký để cập nhật báo giá hàng ngày chi tiết quý anh chị. Đó, quý anh chị tham khảo, có thể tham khảo rất là nhiều mẫu xe trên Zalo cũng như là trên kênh YouTube của em. Đó, quý anh chị có thể vào phần YouTube và vào nhấp vào phần video. Thì tất cả những cái con xe mà hiện tại đang có bên em thì nó em đều chia sẻ trên đây, quý anh chị có thể cập nhật và tham khảo quý anh chị nhé. Con xe này thì sản xuất 2009 phiên bản số sàn. Đó, 2.0 sơn xi màu vàng cát và hiện thì đang mang biển Đồng Nai 60A09582. Đó, một dòng xe khá là nhỏ gọn. Hạn đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2020. Mâm này thì là mâm sắt, 4 quả lốp mới. 4 quả lốp mới nhá, gai gió đang còn, rãnh còn rất là sâu. Xe thì đã được dán phim nhiệt chống nóng rồi. Nội thất bên trong này thì ghế da trần nỉ. Phần ghế này thì nó mới được bọc lại rồi quý chị nhé. Đó, phần ghế này thì đã được bọc lại rồi. Keo chỉ thì còn nguyên zin nguyên bản. Đây ạ. Option cơ bản, đầu DVD, điều hòa, radio FM. Đó. Và được gắn thêm cam, được gắn thêm cảm biến lùi, hai cục cảm biến lùi phía sau. Nội thất sạch sẽ, trần bọng sạch sẽ, khô ráo. Đó. Chỉ với 175 triệu đồng. Cửa đóng rất là nhẹ nhàng. Các ốc bản lề để chưa một lần tháo mở của chị này. Đó, các ốc bản lề chưa một lần tháo mở của chị nhé. Quá đẹp. Xe zin cả xe của chị nhé. Ở phía sau này thì đèn xi nhan và đèn hậu thì được thiết kế theo hình cột này quý chị nhé. Đó, nhìn xe rất là khỏe. Hai phần phía dưới này thì được trang bị hai cục cảm biến lùi. Đó, cái nhược điểm của con xe này thì thứ nhất là cái hành khoang hành lý này nó chứa được ít đồ hơn so với những cái mẫu xe khác quý chị nhé. Đó, gầm bệ con xe này thì quá là chắc chắn luôn. Đây, phần gầm con xe này đây có như này. Đó, gầm bệ chắc chắn, không mục mọt, không xì nhớt. Đây, lốp này rãnh còn rất là sâu, gai gió đang còn nguyên gì nhá. Đó, mẫu xe này thì dành cho những quý anh chị nào mà có tài chính thấp trên 100 thì quý anh chị có thể mua về để mình che nắng che mưa. Đó, chở vợ chở con đi ngày mưa nắng quý chị nhá. Tapi này. Ô
Odo con xe này thì đi được khoảng 138.000 rồi quý chị nhá. Đó, Odo của nó thì đi được khoảng 138.000 rồi. Khoang máy con xe này bây giờ em sẽ chia sẻ đến phần khoang máy. Máy móc còn nguyên zin nguyên bản. Xe cam kết với quý anh chị là không đâm đụng, không ngập nước. Đây ạ. Máy móc này, rồi tất cả những cái đinh bấm này, keo chỉ của nắp cabo thì còn nguyên zin nhá quý vị nhá. Đó, phần keo chỉ này, nó nguyên zin nhá. Đây, tất cả các cái ốc này quý chị có thể để ý cái phần ốc đây đây, chưa một lần tháo mở luôn. Các chi tiết thì còn nguyên zin, nó chỉ có cũ theo thời gian thôi quý anh chị ạ. Nó một con xe nguyên zin nguyên bản chỉ với 175 triệu đồng. Quý anh chị nào mà quan tâm thì có thể ở nhắc máy alo trực tiếp cho em theo số hotline 0936 793 793. Em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho quý anh chị. Ngoài cái mẫu xe này ra thì còn rất là nhiều dòng xe khác phù hợp với túi tiền cũng như là sở thích của quý anh chị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và ủng hộ em. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.